Phật khai thị nguồn gốc duyên khởi của hiện tượng vật chất. Phật dạy rằng: A Nan, bản thể của hiện tượng vốn chung cùng, do nhân duyên mà biến hiện, trong thể tánh không đồng không dị, phân giải sinh ra thành dị, khác với các dị hóa hợp lại thành đồng. Tánh đồng dị đã phát minh, hai lực hấp dẫn và đề kháng cũng tự thành năng lực, giữ sự nhiễu loạn mâu thuẫn bên trong của vật lý tâm lý và tánh hư không. Những tánh chất năng động hợp thành thế giới, tánh thể bất động là hư không. Hư không là đồng, thế giới là dị, đồng dị hay không đồng dị, tất cả đều gọi là pháp hữu vi. Bản thể của hiện tượng là Như Lai Tạng, thì bao trùm khắp mười phương pháp giới, khắp không gian và khắp cả thời gian. Nó chính là chân không mà diệu hữu, nghĩa là từ cái không trùng khắp mà biến hóa duyên khởi một cách thần diệu nhiệm màu, để hình thành ra muôn sinh vạn vật của thế giới hữu vi. Nhưng khi duyên hết thì tất cả các đại sẽ thu về với tự tánh ban đầu, chứ không có cái gì thật mất. Vì thế không có vật gì là thật sinh hay là thật mất, mà chỉ là hiện tượng duyên khởi của thế gian vũ trụ trong tiến trình bất biến, tùy duyên và tùy duyên bất biến. Nói cách khác, bản thể là chung cùng, nhưng tùy theo nhân duyên mà biến hiện thành ra thế giới hữu vi. Trong chân tâm thường trụ của pháp giới nhất chân, vốn không có tướng đồng tướng dị, nhưng vì một niệm vọng động mà biến chân như chuyển theo duyên, mà có sinh có diệt, tạo nên a lại gia thức. Thí dụ trong không khí, tất cả đều giống nhau, tức là không đồng không dị. Nhưng nếu đem phân tích thì không khí có chứa nào là dưỡng khí, nào là khí nitrogen, nào là hơi nước, nào là những thứ khí ô nhiễm khác, tức là có đồng có dị rồi. Nên nhớ, ngày nay con người dựa theo khoa học mà phân tích những thành phần trong không khí. Nhưng 2500 năm trước, Đức Phật cũng đã nhìn thấu suốt như vậy, thì đủ biết trí tuệ thâm sâu của bậc đại giác ngộ quả thật là bất khả tư nghị. Tánh đồng dị nghĩa là âm dương đối chọi. Có ba trường hợp về tánh đồng dị là: thứ nhất, đồng năng tương bội, nghĩa là tất cả các đồng cùng trợ lực cho nhau thì sẽ tăng thêm sức mạnh. Thí dụ một người không thể kéo một khúc cây to được, nhưng nếu cộng thêm 5-10 người nữa thì việc kéo rất dễ dàng. Dị năng tương để, nghĩa là ngược lại của đồng năng tương bội. 10 người đang kéo khúc cây dễ dàng như vậy, bỗng nhiên 4-5 người vì có việc phải đi nên chỉ còn lại 5 người kéo, thành thử kéo khúc cây bây giờ rất khó khăn. Thứ hai, đồng tánh tương cự, nghĩa là cùng giống thì khác nhau, và dị tánh tương hấp, nghĩa là khác giống thì hạp nhau. Thí dụ hai người đàn ông nói chuyện vài phút đã thấy chán sinh ra cãi vã, trong khi một cặp nam nữ nói chuyện suốt ngày cũng như cực âm và cực dương của một cục nam châm. Để hai cực dương hay cực âm gần với nhau thì nó sẽ đẩy ra, nhưng nếu để cực âm gần với cực dương thì nó sẽ hút lại. Thứ ba, đồng chủng tương ứng, dị chủng tương xích, nghĩa là cùng loại thì phụ cho nhau và khác loại thì bị khai trừ. Thí dụ cọp chỉ sống với cọp, còn bỏ dê hay thỏ vào là bị cọp ăn sống ngay. Vì thế trong Như Lai Tạng, chủng tử cơ bản của vạn pháp có thể kết hợp thành từng nhóm quyện chặt với nhau để tạo thành một chỉnh thể hiện tượng vạn hữu. Ngược lại, những chủng tử cũng có thể phân giải hoàn toàn hoặc chuyển hóa dần dần từ lượng dẫn đến chuyển hóa hoàn toàn về chất, để rồi sự vật cũ mất đi để hình thành sự vật mới nối tiếp. Tất cả sự vật, dù là đồng tánh hay dị tánh, đồng chủng hay dị chủng, đồng năng hay dị năng duyên khởi mà tạo ra muôn loài hữu tình và vô tình chúng sinh, mà đã là vạn vật hữu hình thì tất cả đều là pháp hữu vi. Tại sao lại là pháp hữu vi? Bởi vì các pháp đó là do duyên khởi, duyên sanh hội nhập lại mà thành, chứ không có gì chắc thật cả. Vì thế Kinh Kim Cang có câu rằng: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyền, bào, ảnh,
như lổ diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả các pháp hữu vi đều như mộng, như huyền, như bọt nước, như bóng, như sương, như điện chớp. Có đó rồi mất đó. Phật dạy rõ về ba tướng tương tục. Thứ nhất, thế giới tương tục. Phật bảo rằng, phú lâu na, tánh giác thì sáng suốt, hư không thì bất động vô tri. Hai thứ tác động thành tác năng dao động. Do đó, trong thế giới có hiện tượng lay động phát sinh, tức là gió là phong đại, trong tánh năng dao động, những thứ đồng trùng hòa hợp với nhau kết thành tánh chất ngại. Đây là hiện tượng kim luân được hình thành để bảo trì quốc độ, tức là kim luân là dị dạng của địa đại, nhiếp thuộc về địa đại. Kim luân cọ sát với không khí trong hư không biến ra năng lượng. Hiện tượng hỏa đại phát huy từ đó, kim luân sanh nước, tánh nước chảy xuống, tánh lửa bốc lên, thủy đại chảy xuống, hỏa đại bốc lên, địa đại bảo trì. Từ đó hiện tượng vật chất đủ điều kiện hoàn thành viên mãn. Chỗ sâu là có nước biển, chỗ cạn là cồn bãi lục địa. Do nguyên nhân đó, trong biển lửa thường sanh khởi, cồn, bãi, lục, địa, sông lạnh thường tuôn chảy không ngừng. Chỗ thế nước kém thế lửa kết tụ thành núi cao, cho nên đánh đá thì lửa nhoáng ra. Chỗ thế đất kém thế nước hay sinh cây cỏ, vì vậy rừng cháy thành đất, vắt ép gỗ chảy ra nước. Sự vật hiện tượng trong thế giới tương quan, làm nhân quả cho nhau mà sanh, xoay vần làm nhân duyên cho nhau không dứt, vì vậy thế giới duy trì tương tục vô cùng. Phần trên Đức Phật đã chỉ rõ nguyên nhân của các pháp hữu vi là do không giác ngộ, chân tánh khiến cho vọng tưởng phân biệt phát sinh mà thành. Vì sự mê lầm ấy mà phát sinh ra thế giới, chúng sinh và nghiệp quả. Phong đại là gió, tượng trưng cho sức lay động vô hình, mà vô hình là hư không, vốn không có tri giác, nghĩa là hư không. Không hề biết thế nào là lay động hay thế nào là không lay động, nhưng vì tâm mê mờ chân tánh nên có năng có sở đối đãi phân biệt, tạo thành vọng tưởng. Vọng tưởng này kích động tâm thể, chứa đầy hư vọng, rồi biến thành tập khí đầy ắp trong hư không, mà biến thành gió. Tất cả cảnh giới ở thế gian đều nương vào vọng tâm vô minh mà tồn tại. Cho nên có phong đại, tức là gió, nắm giữ trong thế giới là như vậy. Địa đại cũng là loài vô tri vô giác, không tự mình biết là loài hữu tình hay vô tình, là lỏng hay cứng, là to hay vi tế. Nhưng vì giác tánh phân biệt, nương theo nghiệp mà phát sanh ra tính cứng, lập ra sự ngăn ngại, cho nên trong thế gian mới có đất, đá, sỏi, cát khắp mọi nơi. Vì địa đại có tánh ngăn ngại, nên tất cả những gì mà choáng một phần không gian to lớn như núi cao rừng thẳm và cực nhỏ như những vi tử trong nước hay trong không khí đều là địa đại cả. Quả địa cầu cũng như tất cả những hành tinh khác trong thế gian vũ trụ này đều kết cấu giống như nhau. Đó là bên ngoài được kết tập bằng những lớp đất, đá rất cứng, nhưng bên trong là những nham thạch rất nóng ở thể lỏng, xoay động dựa theo tiến trình di động của trái đất mà nhà Phật gọi là kim luân, tức là cái nền móng căn bản để kiến tạo vật thể trên thế gian. Gió thì lay động, gặp đất ngăn cản nên có sự ma sát mà sinh ra lửa, tức là hỏa đại. Hỏa đại không nhất thiết phải là lửa, mà có thể là tất cả sự nóng lạnh. Khi độ nóng tăng cao thì những chất cứng sẽ chảy thành nước. Nước là thể lỏng nên chảy từ cao xuống thấp, trong khi lửa cháy thành khí nên bốc lên cao. Vậy tánh lửa bốc lên, tánh nước chảy xuống, và tánh đất thì ngăn ngại, và từ đó hiện tượng vật chất có đủ điều kiện hình thành viên mãn mà tạo ra hình dáng của thế giới. Thời gian trôi qua khiến cho vật chất thay hình đổi dạng. Chỗ sâu nước dồn xuống thì gọi là biển, chỗ cạn là cồn, bãi. Chỗ đất cao nổi lên thì gọi là đồi. Vì sự sinh biến mà trong biển lửa thường sinh khởi. Thí dụ ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều vụ núi lửa nổ tung tận đáy biển sâu khoảng 4.000 feet
ở Thái Bình Dương, lửa cháy ở đáy biển cũng giống y như lửa cháy ở trên mặt đất vậy. Gần đây nhất có vụ núi lửa nổ tung tận dưới lòng nước ở xứ Iceland mà ngọn lửa bốc lên cao hơn mặt nước biển. Khoa học ngày nay cũng mới khám phá một loại nham thạch trong các dạng san hô mà chỉ cháy ở trong nước. Thứ nhất, chỗ nào thế lửa tức là hỏa đại bốc lên mạnh hơn thế nước tức là thủy đại thì đất nổi lên thành núi cao. Vì thế, nếu lấy hai viên đá đập vào nhau sẽ phát ra tia lửa, hoặc nấu các cục đá kia thì nó sẽ chảy thành nước. Thứ hai, chỗ nào thế đất tức là địa đại yếu hơn thế nước tức là thủy đại thì đất hóa ra mềm làm sinh ra cây cỏ. Nhưng nếu đem những cây đó đốt đi thì nó sẽ cháy thành tro, tức là đất địa đại. Hoặc nếu đem ép những cây gỗ thì có nước chảy ra, tức là thủy đại. Xét như vậy thì đâu đâu cũng đều có đất, nước, gió, lửa, tùy theo nhân duyên mà phát sinh những hiện tượng khác nhau. Sự vật hiện tượng trong thế giới làm nhân, làm duyên cho nhau. Khi thành, khi trụ, khi hoại, khi không, không ngừng, không dứt. Vì vậy thế giới được duy trì tương tục vô cùng vô tận. Vậy tánh giác diệu minh làm mê mờ chân lý vũ trụ quan, khiến vọng tưởng phát sinh mà tạo thành vạn pháp trong vũ trụ. Nói cách khác, vạn pháp trong thế giới này là do tâm niệm của chúng sinh phát khởi mà thành. Vì thế, nếu thế gian có được mưa thuận gió hòa cũng bởi vì con người có tâm niệm lành, biết thương yêu đồng loại, biết xóa bỏ tranh chấp đố kỵ. Ngược lại, nếu con người vì tư lợi, tranh chấp, giết hại lẫn nhau, thì dĩ nhiên vọng tưởng phát sinh liên tục, khiến cho đất, nước, gió, lửa, bất hòa mà tạo thành cuồng phong bão tố. Ngày nào con người còn tranh chấp, còn ý nghĩ tiêu diệt lẫn nhau, thì ngày ấy còn động đất lớn, còn có những lượng sóng thần, còn bão tố, còn núi lửa để cảnh giác con người. Do đó, muốn sống hạnh phúc thanh nhàn, thì do con người mà gánh chịu cảnh tang tóc đau thương thì cũng do con người, chứ trời Phật không can dự vào. Thứ hai, chúng sinh tương tục. Lại nữa Phú Lâu Na, vọng minh không phải là cái gì khác lạ, do vì chúng sinh dùng cái kiến minh chi để minh, tính giác mà có sự lỗi lầm. Từ đó có cái sở minh đã có thì cái năng minh bị lệ thuộc vào. Vì vậy, tánh nghe không ngoài âm thanh, tánh thấy không ngoài màu sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu vọng trần đã hình thành, làm đối tượng cho vọng năng. Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, biết, sanh khởi, hễ đồng nghiệp, thì hấp dẫn lúc hợp, lúc ly, khi tình, khi tưởng. Tánh thấy năng minh, có thì đương nhiên có sắc sở minh hiển hiện. Chủ thế đối tượng tác động vào nhau, từ cảm tính chuyển sang lý tính, từ lý tính nảy sinh khái niệm, từ khái niệm dẫn đến tư duy. Do tư duy có sự tưởng tượng, nhận thức, hệ ý kiến bị phủ nhận, sanh tâm lý ghen ghét, tư tưởng được đồng tình, sanh tâm lý yêu thương, dòng nước yêu thương kết thành chủng tử, thu nạp tưởng tượng hấp dẫn nghiệp đồng, tác hợp với yết la lam, thành trạng thái của phôi trong thời gian gọi là ngưng hoạt, tức là tinh trùng và noãn xảo mới hợp nhau trong 3-4 tuần đầu. Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh tùy nghiệp đồng và thích ứng của mỗi loài mà cảm ứng. Thai nhân tình mà có, noãn do tưởng mà sinh, thấp bởi hợp mà cảm, hóa vì ly mà ứng. Tình, tưởng, hợp, ly luôn luôn vận động đổi thay theo nghiệp sở hành mà cảm thọ. Khi đi lên, lúc đi xuống, xoay vần trong sáu nẻo, đó là nguồn gốc làm chúng sinh tương tục không dừng. Trong pháp giới thanh tịnh vốn không có chúng sinh, nhưng vì do vọng niệm từ vô thỉ mà thành vô minh, rồi dần dần biến thành căn nguyên, sinh ra chúng sinh. Do vậy, vọng minh chính là vô minh, và cũng từ cái vô minh này mà dần theo thời gian hình thành sở tướng của tứ đại và hấp thụ tứ đại để làm thân. Vọng tưởng sai lầm đã biến cho con người thành vọng năng,
và dĩ nhiên chấp nhận có sở năng bên ngoài. Một khi chấp có năng sở, nghĩa là chấp có chủ thể và đối tượng, tức là chấp có sự đối đãi phân biệt. Năng minh là lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ở bên trong của con người. Và sở minh chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là ngoại trần. Vì thế, tuy thế giới vạn pháp có bao la vô cùng vô tận, nhưng cũng không ra ngoài căn trần cả. Thật vậy, khi lục căn tiếp xúc với lục trần, nghĩa là năng minh hòa nhập với sở minh, thì ý thức vọng niệm được phát khởi. Vì nhân duyên đó mà con người chỉ nghe có tiếng, có âm thanh và chỉ thấy khi có sắc tướng, chứ không thể thấy, nghe xa được. Nói cách khác, lúc ấy kiến, văn, giác, chi, nghĩa là thấy, nghe, hay, biết được thành hình. Tuy thế giới thay đổi tùy theo sở minh, nhưng tự chung tất cả cũng nằm trong quy luật thành, trụ, hoại, không. Nghĩa là có đó rồi mất đó. Khi năng minh, sở minh hòa hợp thì tư tưởng phát sinh. Nếu chúng sinh đồng một tư tưởng thì thương yêu nhau, ngược lại nếu ý bất đồng thì ghét nhau. Dòng nước ân ái yêu thương kết thành tập khí chủng tử. Ba món căn, trần, thức hòa hợp làm nhân tạo nghiệp, cho nên quả khổ tứ sinh cũng bám theo. Nếu đồng nghiệp ràng buộc nhau thì hình thành vào tha sinh hay noãn sinh, còn ly nghiệp thì hình thành vào loài thấp sinh hay hóa sinh. Thí dụ, tha sinh là con người sinh ra con người, hay con bò cũng sinh ra con bò. Noãn sinh là con vật được sinh ra bằng trứng, chẳng hạn như con gà, con vịt, con chim, con cá sấu đẻ trứng, rồi trứng mới nở thành con gà. Thấp sinh là do những cơ cảm biến đổi của thiên nhiên tạo thành. Thí dụ, con đom đóm là do hợp với khí ẩm ướt của những cây rơm, cây lúa và mưa. Do đó, con đom đóm là loài thấp sinh. Còn hóa sinh là hóa hiện để sinh về một cõi tốt lành hơn mà không cần đầu thai vào người mẹ. Thí dụ ngày xưa, Trường Giả Cấp Cô Độc Tu Đạt Đa đã cúng dường Tịnh Xá Kỳ Viên cho Phật và chư đệ tử, nên khi chết được hóa thân vào cung trời đầu suốt để hưởng phước lợi. Nhưng nguyên nhân của sự đầu thai như thế nào? Thật ra chúng sinh trong loài tứ sinh cũng đều do một niệm vô minh mà hình thành. Chúng sinh vì tạo vọng nghiệp nên sau khi chết đi vào thân trung ấm, sắc thân không còn mà chỉ còn ngũ thông, nên mắt nhìn thấy thất xa. Do tập khí ái nhiễm nên thần thức nhất định phải tìm một cảnh để yêu, cho dù xa xôi ngàn dặm. Nhưng do chiêu cảm nên thấy rất gần, cho nên thấy sáng thì sắc phát hiện. Khi chiêu cảm cảnh ái ân, thần thức liền chạy đến chỗ đó và tưởng bắt đầu hình thành. Ngay trong lúc nam nữ đang giao cấu thì tưởng trong thân trung ấm phát hiện. Nếu thân trung ấm là nam thì ghét cha thương mẹ, nếu thân trung ấm là nữ thì ghét mẹ thương cha. Đó là dị kiến thành ghét, đồng tưởng thành yêu, và thân trung ấm hấp thụ dòng ái đó mà lưu vào thai mẹ, rồi thành chủng tử thọ hình. Bây giờ tưởng bám vào tinh cha huyết mẹ mà lập thành chấp ngã. Do nghiệp ái làm nhân, cảnh ái làm duyên mà ở trong thai 7 ngày nên gọi là yết ma lam. Được 2 tuần thì bào thai gọi là át bồ đàm, 3 tuần thì gọi là tế thi, kiện nam là 4 tuần và bát la sa là hình thể khoảng 35 ngày. Sau 35 ngày thì lục căn mới đầy đủ. Nói tóm lại, tùy theo nghiệp đã tạo mà cảm ứng sinh vào một trong 4 loài: thai, noãn, thấp và hóa. Đó là theo nghiệp mà lưu chuyển và do dòng nước ái ân yêu thương kết thành tập khí chủng tử. Nếu hấp dẫn đồng nghiệp thì tác hợp với phôi, phôi lớn thành thai, rồi dần theo thời gian mà lục nhập, xúc, thọ, ái được phát triển. Vì vậy, thai sinh là do nhân tình mà có, noãn sinh là do tưởng, tức là niệm, mà sinh, nghĩa là loài thú không có lòng yêu thương như con người, mà chỉ có tưởng niệm về dục vọng. Thấp sinh nhờ hợp mà thành, và hóa sinh bởi phân ly mà ứng hiện. Tưởng thì nhẹ nhàng,
còn tình thì nặng nề, bởi nhân duyên đó mà chúng sinh tương tục. Thứ ba, nghiệp quả tương tục. Phật bảo, Phú Lâu Na, tưởng và ái gắn bó ràng buộc lẫn nhau, ái mãi không rời kết thành nghiệp nhân tương tục. Như cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu tương tục sanh lên sanh xuống, không có thời kỳ chấm dứt. Hạng chúng sinh này do dục tham làm gốc. Tham và ái đắm đuối nặng nề, tham ái mãi không thôi, nghiệp nhân này khiến cho các loài thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh trong thế gian, tùy sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Hạng chúng sinh này do sát tham làm gốc. Phú Lâu Na, do những bất thiện nghiệp như vậy, người này mắc nợ thân mạng của người kia trả nợ cũ cho người này thương cái lòng tốt của người kia yêu cái sắc đẹp của người này. Do nhân duyên đó trải trăm nghìn kiếp, ở mãi trong ràng buộc sinh tử khổ đau. Ba món sát, đạo, dâm là những yếu tố căn bản tạo thành nghiệp quả tương tục. Phú Lâu Na, sở dĩ có ba thứ tương tục điên đảo là do nhận thức sai lầm, rằng phải nhờ lấy cái minh để minh tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Đại địa san hà vũ trụ vạn hữu là hiện tượng hữu vi, có sinh có diệt là do kiến chấp vọng tưởng của con người. Sự thật thể tánh của các hiện tượng vốn thanh tịnh bản nhiên là diệu dụng của Như Lai tạng biểu hiện. Khi tư tưởng yêu thương ràng buộc lẫn nhau thì con người trôi nổi trong sinh tử trầm luôn. Lúc thì tái sinh làm cha, làm mẹ, khi thì đầu thai làm con, làm cháu, lên xuống không cùng, không tận. Tưởng ái đồng kết lại thì lòng yêu thương không thể rời, cho nên cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em sanh nhau trong thế gian không bao giờ dứt. Cái khổ quả sinh tử này chung quy cũng tại vì lòng tham dục. Tham và ái hổ tương cho nhau thì lòng tham không bao giờ ngừng dứt. Con người vì bị vô minh che lấp nên chạy theo ái dục mà phải chịu luân hồi. Thí dụ, bà vì quá thương cháu mà tái sinh làm con của cháu mình. Vì thế mà thế giới này mới là dục giới. Một khi tâm dục, nghĩa là lòng của mình muốn chiếm hữu hay đoạt lấy vật gì, thì lòng tham bắt đầu phát khởi. Một khi lòng tham phát khởi thì tất cả các loài như thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh tùy theo sức mạnh của nó mà ăn nuốt những loài khác để tạo thành sát nghiệp. Thí dụ con cọp ăn thịt con nai yếu đuối, loài người săn bắn giết hại vô số súc vật. Ở biển cả sông ngòi, cá lớn nuốt cá bé, bởi cũng vì sát nghiệp mà loài người loài vật thay nhau tái sinh để chịu quả báo luân hồi. Thí dụ con người đi săn giết hại con nai chết tức tưởi nên một kiếp nào đó nó tái sinh làm người và cũng đi săn để giết chết con nai khác, chính là người thợ săn quả báo làm nai. Nói cách khác, vì nghiệp sát sinh mà bốn loài sát hại giết chết lẫn nhau, ăn nuốt nhau và sau cùng phải thọ báo để bị thảm hại. Ăn nuốt trở lại, đời này qua, đời khác đến vô cùng vô tận, biết đến chừng nào mới chấm dứt. Do đó, tư tưởng Phật giáo khuyên chúng sinh nên phát triển lòng từ bi để thương yêu tất cả mọi loài và chấm dứt nghiệp sát hại, thì quả báo luân hồi mới có thể chấm dứt được. Con người vì sống với lòng tham dục nên phải chạy theo sinh tử luân hồi. Cũng vì tham dục mà con người giết hại ăn nuốt lẫn nhau. Chủ nhân phú hộ muốn giàu thêm nên chèn ép người nghèo khó, thế cô. Kiếp này mình ỷ thế chèn ép người, tức là cướp không của người, là nợ người. Vì thế sang đến đời sau phải đầu thai trả nợ cho người. Nói chung, con người có chìm đắm trong sinh tử khổ đau cũng chỉ vì chạy theo tham, sân, si. Từ đó sát, dâm, đạo hình thành, sai sử khiến cho con người càng ngày càng lún sâu trong vòng tội nghiệp. Trong Phật giáo, nghiệp sát hại là đại nghiệp. Vì thế người Phật tử vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, thương người như thương mình và thấy nỗi đau của chúng sinh chính là nỗi đau của mình nên không giết hại. Con người ăn thịt chúng sinh thì ngày sau chúng sinh đổi kiếp ăn thịt con người trở lại. Nếu cưỡng giết mạng sống chúng sinh để lấy thịt ăn
thì gọi là đạo, mà có nợ thân mạng thì cũng là do sát tham mà ra. Do đó, nếu đền nợ cũ cho người thì gọi là đạo tham vậy. Ngày xưa tôn giả Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, có tài thiên biến vạn hóa. Thế mà trong tiền kiếp làm nghề chài lưới giết hại quá nhiều chúng sinh, nên vào thời của Đức Phật, tuy đã tu thành thánh, mà những chúng sinh đã bị Ngài sát hại, bây giờ tái sinh, làm bọn ngoại đạo để sát hại Ngài. Do đó, ngày nay ta sát hại chúng sinh, thì ngày mai chúng sinh quay trở lại, sát hại lại chúng ta. Vì thế, nếu muốn tiêu diệt nghiệp sát sinh, thì ngay bây giờ phải chấm dứt sát hại, làm đau thương đến muôn loài, và bồi dưỡng cũng như phát huy tình thương. Lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, tuy không còn tâm sát hại, nhưng nếu vẫn còn tâm dâm, thì con người vẫn bị tái sinh luân hồi. Vì thần thức trong thân trung ấm còn cảm nhận dục tình khi thấy cảnh ái ân của nam nữ mà lưu vào thai mẹ để trở thành chủng tử thọ hình. Muốn thoát khỏi luân hồi thì tâm dâm phải dứt, cho nên thần thức lúc nào cũng như bất động, cho dù đứng trước cảnh dục tình. Lấy của người làm người đau khổ, tức là nợ của người đó, nên kiếp sau phải đầu thai để trả cho hết những mối nợ này. Vì thế không tham, không dâm, không sát hại, không đạo thì sẽ không còn sinh tử, và dĩ nhiên chặt đứt dây luân hồi. Giác không sinh mê thất đại dung, được nhau mà không có gì trở ngại. Giác không si mê. Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tánh giác vốn nhiệm màu trong sáng cùng với tâm Như Lai không kém không hơn, thế mà vô cớ bỗng nhiên lại sinh núi sông, đất liền, các hiện tượng hữu vi sinh diệt. Vậy hiện nay Như Lai đã chứng nhập bản thể giác minh, tức là tánh giác diệu minh, bản giác diệu minh ấy. Ví phòng chừng nào Như Lai sinh lại vọng tưởng phân biệt đối với các pháp hiện tượng hữu vi, mà chừng nào hoặc lậu của Như Lai sinh trở lại. Phật bảo: Phú Lâu Na, ví như có người do mê mà lầm cho phương Nam là phương Bắc. Cái mê như vậy không nhân mê mà có, vì mê vốn không có gốc rễ, không có hình dáng kích thước, cũng không phải màu sắc, càng không phải nhân ngộ, vì ngộ là tỉnh, là sáng suốt. Ngộ không sinh mê. Người mê đang lúc mê, bỗng có người ngộ giải thích chỉ bày cho được ngộ. Người mê hóa giải, dứt được cái mê thì phương hướng Bắc Nam không còn lầm lẫn nữa. Mười phương Như Lai cũng vậy. Mê vốn không gốc rễ, tánh của nó là không. Xưa vốn không có mê, tựa hồ như có mê, có giác. Giác được mê thì mê diệt, giác vốn không sanh ra mê. Lại cũng như người nhắm mắt, thấy hoa đóm đầy khắp hư không. Nếu chỉ dứt bệnh nhắm mắt thì hoa đóm trong không tự hết. Nếu ao đó mong chờ cho hư không xanh hoa trở lại, là kẻ quá ngu si. Với hạng người như vậy, không thể nói rằng họ là người ngu hay trí. Lại nữa, Phú Lâu Na, ví như quặng vàng lẫn lộn với vàng ròng. Khi vàng đã nấu lọc tinh rồi, thì vàng không là quặng nữa. Lại cũng như gỗ đá đốt thành tro, tro không thể hoàn nguyên thành gỗ được. Phú Lâu Na, vấn đề niết bàn của mười phương Như Lai cũng như vậy. Như Lai không bao giờ sanh lại vọng tưởng phân biệt để chấp mắc cái hiện tượng hữu vi, và cũng không có việc Như Lai sanh lậu hoặc trở lại. Ngài Phú Lâu Na là đệ tử của chứng thánh quả, nên chính Ngài đã thừa hiểu rằng một khi chúng sinh đạt được chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thì cái thường, cái thật, cái có sẵn là của chính mình. Còn cái bất giác, tức là chưa giác ngộ, cái mê, cái tham, sân, si, mạn nghi là những cái vọng thành. Chúng chỉ là những khách trần phiền não có đến rồi đi. Vì thế câu hỏi của Phú Lâu Na là để giúp cho những người hữu học có một cái nhận định chắc chắn trên con đường tu học. Tất cả chúng sinh, từ loài hữu tình đến vô tình, đều có chung tự tánh thanh tịnh bản nhiên mà được gọi là tánh giác. Đối với con người thì cái tánh giác này là Phật tánh. Phật tánh hay tánh giác thì lúc nào cũng thanh tịnh trong sáng, thường diệu, thường minh, nên gọi là tánh giác diệu minh. Mà không cần cái minh bên ngoài, tức là sở minh, để có minh. Nhưng con người vì lầm lẫn chạy theo vọng
chấp tham sân si nên mới tạo nghiệp và tự cột họ vào trong sinh tử luân hồi. Bây giờ biết hồi đầu thị ngạn, tự quay thuyền trở lại bến xưa, thì tánh giác sẽ trở thành bản giác, tức là cái giác tính bản lai sẵn có của mình. Cái bản giác này thường minh và thường diệu nên gọi là bản giác minh diệu. Phật tánh lúc nào cũng có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Vì thế Phật tánh hay tánh giác diệu minh là chánh nhân Phật tánh, nghĩa là tánh màu nhiệm vốn sẵn có. Còn bản giác minh diệu là liễu nhân Phật tánh, nghĩa là Phật tánh nhờ công phu tu tập rồi mới ngộ. Như thế, cái bản thể giác minh mà ông Phú Lâu Na hỏi Đức Phật chính là liễu nhân Phật tánh, tức là bản giác minh diệu của Ngài. Khi chư Phật đã loại bỏ tất cả phiền não chướng, chi, kiến chướng để trở thành liễu nhân Phật tánh, thì cái bản giác minh diệu này là thường hằng, là cái thật có, là cái minh, cái diệu lúc nào cũng sẵn có trong Như Lai. Thí dụ chúng ta ở Hoa Kỳ lái xe bên tay mặt, nhưng người Anh Quốc lại lái xe bên tay trái, nên khi đi du lịch qua bên đó, chúng ta lái xe lộn bên, lầm lẫn, dễ gây ra tai nạn. May có người chỉ cho, thì bây giờ chúng ta đâu còn lái xe bên tay mặt nữa. Do đó, một khi đã chứng ngộ, đạt được minh tâm kiến tánh hay nhất tâm bất loạn, thì không bao giờ trở lại làm phàm phu. Trong kinh Duy Ma Cật, khi nói về chứng đắc, tôn giả Xá Lợi Phất đã hỏi vị thiên nữ rằng, chừng nào người được vô thượng bồ đề, thưa thiên nữ, chừng nào ngài Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu, thì tôi mới thành vô thượng bồ đề. Tôi không bao giờ trở lại làm phàm phu, thì tôi cũng không bao giờ được quả vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì bồ đề vô sở trụ, thế nên bồ đề không có cái được. Bồ đề Phật tánh đối với chúng sinh cũng ví như vàng còn lẫn lộn trong mỏ với đất cát sỏi đá. Nên nếu đem về rửa sạch đất cát cũng như con người, loại bỏ tất cả tham sân si mạn nghi, thì sẽ thấy vàng nguyên chất, cũng như Phật tánh sẽ hiện bày. Một khi đã có vàng nguyên chất thì làm gì còn đất cát sỏi đá, cũng như chúng sinh đã liễu ngộ thì không bao giờ trở lại làm phàm nhân lầm lẫn. Cũng như có bệnh lòa thì thấy có hoa đóm giữa hư không, nhưng hoa đóm là do bệnh lòa mà có, chứ không phải thật có. Đến khi chữa trị hết bệnh lòa thì hoa đóm cũng không còn. Vì vậy, tất cả các pháp hữu vi đều do cái bệnh bất giác, tức là mê biến thành, chứ không phải thật có. Do đó, khi thức tỉnh giác ngộ thì cái hữu vi cũng chẳng có và tướng hữu vi cũng chẳng còn. Lại như cây đã đốt thành tro thì không thể đâm chồi ngọc lá được. Vì thế, chư Phật đã giác ngộ hoàn toàn, diệt trừ tận gốc tất cả những mê lầm sinh diệt, thì làm sao còn sinh được các pháp hữu vi. Như thế, tuy chúng sinh có đồng tánh giác diệu minh như chư Phật, không thêm không bớt, nhưng vì sống trong điên đảo nên không nhận được giác tính thường diệu, thường minh, nên phải trôi nổi trong sinh tử luân hồi. Ngược lại, chư Phật hoàn toàn thức tỉnh nên các ngài đã trừ hết cội gốc của mê lầm. Nên tuy cùng giác tính đó mà các ngài đã thực chứng giác tính diệu dụng của mình, tức là đã có bản giác minh diệu nên sẽ không bao giờ còn mê lầm được nữa. Nói cách khác, khi đã giác ngộ thì sẽ không bao giờ còn mê lầm, nghĩa là khi đã thành Phật sẽ không bao giờ trở lại làm chúng sinh. Chỉ các đại có thể dung nhau. Phật bảo: Này Phú Lâu Na, ông còn nghi ngờ vì sao thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức lại có thể dung nhau. Trong thực tế, ông thấy chúng thường tự xâm đoạt, hủy diệt lẫn nhau. Phú Lâu Na: Ví như hư không, không thể của nó vốn không phải là hình tướng, nhưng nó không chống đối các tướng phát huy trong nó. Phú Lâu Na: Bầu hư không vô cực kia, hễ mặt trời soi thì sáng, mây ùn thì tối, gió lay thì động, trời tạnh thì trong, hơi động thì đục, bụi nổi thì mù, nước lặng thì lóng lánh. Phú Lâu Na: Ông hiểu thế nào? Các tướng hữu vi sai khác dường ấy. Vậy có nhân những cái đã có kia mà tự sinh hay nhân hư không mà có? Phú Lâu Na: Nếu bảo rằng do những cái kia tự sanh, vậy khi mặt trời soi, mặt trời sáng thì mười phương thế giới đều thành sắc của mặt trời.
Làm sao giữa hư không lại còn thấy mặt trời tròn? Nếu bảo rằng hư không sáng thì hư không tự soi lấy, cớ sao giữa lúc đêm mây mù không có ánh sáng soi? Vậy nên biết rằng cái sáng không phải là mặt trời, không phải là hư không, nhưng không ngoài hư không và mặt trời. Phú Lâu Na, ông nên biết rằng đứng bên hiện tượng mà nhìn thì hiện tượng vốn vọng, cho nên không làm sao chỉ bày chính xác và đích thực được. Nhưng đứng trên bản thể mà tư duy, ta sẽ thấy bản thể là chân, là tánh giác diệu minh, bản giác diệu minh, cho nên địa vốn không là địa, không vốn chẳng là không, thủy, hỏa, phong cũng vậy. Thì làm chi có việc trở ngại không dung nhau được? Trong bản tánh minh diệu của Như Lai Tạng, ông cần phát minh hư không, thì có hư không hiện ra, ví như một dòng nước in bóng mặt trăng, hai người cùng trông thấy bóng mặt trăng in đáy nước, rồi người đi về đông, người đi về tây, cả hai đều thấy có mặt trăng theo mình, mà không có chuẩn đích cho mặt trăng cố định. Trước sự kiện đó, không nên gạn hỏi là mặt trăng là một, sao có thể đi theo hai hướng khác nhau? Cũng không được hỏi là mặt trăng đã thành hai, sao trước kia hiện ra có một? Phú Lâu Na, duyên sanh như huyền là như vậy đó. Vì vậy mà Như Lai dạy rằng tánh sắc chân không, và cũng vì vậy Như Lai lại nói rằng tánh không chân sắc, không có pháp nào có thể tự thể độc lập cố định của chính mình. Tôn giả Phú Lâu Na đã dùng ý thức của tâm phân biệt mà nghi rằng bản tánh của tứ đại vốn trái ngược và tiêu diệt lẫn nhau như nước kỵ lửa hay gió kỵ đất, thì làm sao các đại có thể nương tựa dung nạp với nhau? Đối với Phật giáo, khi chúng sinh còn chấp vào ý thức phân biệt thì họ còn chấp chặt vào sự tướng sinh diệt, biến đổi, nên không thể nhìn thấu thật tướng của vạn pháp bằng trí tuệ bát nhã được. Các đại có thể dung nhau là vì tánh chất duyên sanh của nó. Vì thế hiện tượng vạn pháp là do nhân duyên sanh, cho nên không có pháp nào có tự thể độc lập hay cố định đích thực cho riêng mình. Tất cả vạn pháp trong thế gian hay tứ đại nói riêng đều là pháp giới tánh, đều là bản tánh chân như trong Như Lai Tạng. Mà đã là pháp giới tánh thì bao trùm khắp cả, thì làm sao lại không dung được nhau? Bởi vậy Đức Phật mới dạy rằng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, tánh phong chân không, tánh không chân phong. Tất cả đều thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, nhưng tùy chúng sinh tâm ứng sở chi lượng mà tuần nghiệp phát hiện. Thực tánh của tất cả sắc, thủy, hỏa, phong là không nên trong chân không, các đại dung nạp nhau rất tự tại. Nhưng một khi nhân duyên xuất hiện thì từ trong chân không mà diệu hữu một cách nhiệm màu để biến thành sắc, thủy, hỏa, phong. Chân không pháp giới tánh thì lúc nào cũng bản nhiên thanh tịnh, nhưng pháp giới tánh duyên khởi trùng trùng vô cùng vô tận. Mỗi khi có tâm niệm thì pháp giới tánh cũng duyên theo niệm ấy mà thay đổi. Nếu chúng sinh tâm niệm nước thì pháp giới tánh duyên ra thành nước. Nếu bây giờ chúng sinh tâm niệm về gió thì pháp giới tánh duyên ra thành gió. Nếu tâm niệm tất cả thì pháp giới tánh duyên ra tất cả, đầy đủ đất, nước, gió, lửa. Trong hư không thì không thấy gì cả, mà thật ra cũng chính cái hư không này ngầm chứa đầy đủ các loại. Tại sao? Bởi vì trong hư không không hề có tướng, cho nên nó không ngăn ngại các tướng phát huy trong đó. Thí dụ, trong bầu trời này, nơi nào cũng có lửa, nơi nào cũng có gió, nơi nào cũng có nước, nơi nào cũng có sắc. Chúng dung nạp nương tựa vào nhau và chỉ xuất hiện khi nào chúng sinh có tâm niệm cần đến nó mà thôi. Hiện tượng này là bất biến tùy duyên. Vì vậy, hư không chỉ xuất hiện là do tướng sở minh từ tánh giác diệu minh vọng tưởng mà sinh ra. Nói cách khác, nếu tâm của mình vọng tưởng hư không thì hư không mới xuất hiện. Các đại cũng thế, nếu chúng sinh vọng tưởng gió thì sẽ có gió, vọng tưởng đất, nước, lửa thì các đại này sẽ dần dần xuất hiện. Nói tóm lại, nếu chúng sinh không còn vọng tưởng thì tất cả các tướng hữu vi sinh diệt sẽ bị tiêu diệt,
và dĩ nhiên tâm sẽ biến thành bản giác diệu minh, nên lúc nào cũng có thanh tịnh an vui và tự tại. Cũng như khi còn trong chiêm bao, tất cả những cảnh tướng hiện ra rất rõ ràng, nhưng khi thức giấc tức là giác ngộ thì cảnh tan tướng mất đâu còn. Vì thế, nếu chúng sinh quay về soi thấu tự tâm của chính mình, để sống với tánh giác diệu minh, với chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh, thì tất cả những hình tướng hữu vi trong thế giới này sẽ hoàn toàn biến mất trong tâm của họ. Khi ấy, vọng tưởng không còn và chúng sinh sẽ sống trong cảnh giới thanh tịnh an lạc mà nhà Phật gọi là chân như tịch tịnh niết bàn. Thí dụ có hai người đứng gần nhau trên một hồ nước, cả hai cùng thấy có một mặt trăng soi chiếu dưới hồ. Bây giờ nếu một người đi về hướng Tây, thì thấy ánh trăng cũng đi theo người đó về hướng Tây. Đến khi người khác đi về hướng Đông, thì ánh trăng cũng theo người kia về hướng Đông. Thế thì mỗi người đi mỗi hướng, mà mỗi người đều thấy ánh trăng đi theo mình. Vì là huyễn, nên ánh trăng tuy chỉ có một, mà có thể theo hai hướng khác nhau, và cũng là huyễn, nên ánh trăng trước là một, mà nay lại biến thành hai. Bởi vậy, sự vật duyên khởi như huyễn, như hóa, tùy theo tâm niệm, nhưng tự tánh vẫn là pháp giới tính, như lai tạng thanh tịnh nhiệm màu,